Tâm bóng TV đã quay trở lại với anh em rồi đây. Đến với anh em ngày hôm nay chính là trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 1/8 World Cup nữ 2023 giữa hai đội tuyển Anh và Nigeria, diễn ra vào lúc 14:30 thứ hai ngày 7 tháng 8 trên sân vận động Suncorp. Anh đến với vòng chung kết World Cup nữ năm nay trên tư cách là nhà đương kim vô địch châu Âu. Chính bởi vậy, họ được đánh giá rất cao. Họ có khởi đầu chưa đáp ứng được kỳ vọng với chỉ hai chiến thắng sát nút 1-0 trước hai đối thủ yếu hơn là Haiti và Đan Mạch. Có thể nói đó là những màn trình diễn chưa tương xứng với tên tuổi của đội tuyển xứ sở sương mù. Nhiều chuyên gia chỉ ra rằng Anh gặp khó khăn trong việc dứt điểm và tạo ra sự sáng tạo trong cách chơi. Bởi đây đã là trận đấu thứ 3 liên tiếp Anh không để ghi bàn từ tình huống bóng sống. Kể từ sau trận hòa 1-1 với Brazil tại Wembley hồi tháng 4 vừa qua, Anh đã không thể tìm thấy màn lưới đối thủ từ các pha tấn công bằng bóng sống. Thế nhưng chiến thắng tưng bừng 6-1 trước Trung Quốc đã đập tan mọi nghi ngờ và chỉ trích từ đầu mùa. Cùng với đó là chính thức tiến vào vòng knock-out với tư cách nhất bảng D khi sở hữu 9 điểm tuyệt đối. Việc chỉ phải gặp Nigeria ở vòng 1/8, rõ ràng các cô gái xứ sở sương mù có quyền tự tin bởi cách biệt về trình độ giữa hai đội. Dù chỉ phải gặp đội yếu nhất bảng Cộng hòa Ireland ở lượt trận cuối, thế nhưng Nigeria chỉ có thể đem về một điểm trong ngày mà họ trình diễn lối chơi thiếu thuyết phục. Thế nhưng nếu nhìn toàn bộ vòng bảng đã qua, những gì mà Nigeria thể hiện là vô cùng đáng khen. Đặc biệt là trận đấu gặp chủ nhà Australia, họ bị dẫn bàn ở thời điểm vô cùng nhạy cảm là cuối hiệp 1. Thế nhưng Nigeria vẫn thi đấu cực hay trong hiệp 2 để ghi liền 3 bàn, qua đó kết thúc trận đấu với chiến thắng chung cuộc 3-2. Đây chính là chiến thắng bản lề mở toang ra cơ hội đi tiếp cho đại diện tới từ châu Phi. Nhìn rộng ra hơn, đội tuyển có biệt danh đại bàng xanh đã nối dài chuỗi bất bại của mình lên con số 6. Trong loạt trận ấn tượng này, hàng công thăng hoa của họ đã có tới 9 lần điền tên lên bảng tỷ số. Thế nhưng việc phải đối đầu với một trong những ứng cử viên vô địch là Anh ở vòng đấu 1/8, Nigeria cần phải nỗ lực hơn rất nhiều thì mới có thể hy vọng đặt chân vào trận đấu tứ kết. Mức chấp mà nhà cái đưa ra là Anh trừ 1.5. Theo Tám Bóng TV, anh em nên tin theo thầy trò huấn luyện viên Griezmann khi họ đang sở hữu nhân sự và phong độ nhỉnh hơn. Mức tài xỉu mà nhà cái đưa ra là 2.25. Đi tài là quyết định hợp lý khi cả hai đội đều đang sở hữu lối chơi tấn công cống hiến. Hiện đây là một số nhận định của chúng tôi, còn quyết định là của anh em. Chúc cho anh em sẽ có một lựa chọn thật sáng suốt khi đặt cược vào hai trận đấu này. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh của Tám Bóng Đá TV để cập nhật sớm nhất các kèo hay, hấp dẫn cả ở trong và ngoài nước nhé. Xin chào và tạm biệt. Hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.